tiếp theo là bây giờ sẽ vào cái phần chính, đó là cái financial ratio thì đấy, thì nó sẽ có một đống cái bảng phía sau đúng không? Cái slide phía sau rất là nhiều cái bảng. Thì giờ mình sẽ nói về những cái bảng đấy, mình sẽ nói với mọi người là những cái không thì quan trọng, những cái gì thì không quan trọng lắm có thể không phải học đi. Thì đầu tiên nhá, cái bảng đầu tiên thì nó tên là activity ratio này. Thì đến đây thì có một cái đầu tiên quan trọng phải lưu ý, đấy là nếu mà người ta hỏi, người ta đưa ra một cái tên cái ratio thì mọi người sẽ phải biết được là cái ratio đấy nó là thuộc nhóm nào. Ví dụ người ta đưa một cái ratio nó tên là inventory turnover chẳng hạn, thì mọi người sẽ phải biết nó là activity ratio, chứ mọi người không được nhầm nó là liquidity ratio hay là solvency ratio hay là cái gì khác nhá. Đấy, cái đầu tiên quan trọng đấy là mọi người biết được là mỗi một cái chỉ số, cái ratio là nó sẽ được thuộc cái nhóm nào. Thì đây, bây giờ mình sẽ nói về cái nhóm đầu tiên là activity ratios. Thì activity ratios là những cái chỉ số mà dùng để xem là một công ty có hoạt động, cái hoạt động kinh doanh của công ty thì nó có hiệu quả không, cái cách sử dụng asset của nó có hiệu quả không ý. Đấy, nhìn chung là như thế. Thì đây thì nó gồm thứ như sau. Thì đây thì mình sẽ nói về sáu cái đầu tiên, cái bảng đầu tiên trước, sáu cái đầu tiên là sáu cái khá là quan trọng và mới bắt buộc phải nhớ sáu cái đầu tiên này, và sáu cái đầu tiên này cũng sẽ được học lại ở môn corporate finance. Đấy, nói trước là như thế. Thì giờ thì sẽ học ở môn này trước. Đầu tiên nhá, inventory turnover thì tử số của nó là cost of goods sold này, mẫu số của nó là average inventory. Thì average inventory ở đây nó là bằng beginning inventory cộng với cả ending inventory chia hai, đấy là trung bình cộng của beginning và ending nhá. Thì có một cái mà mọi người có thể để ý thấy, đấy là bất cứ một cái ratio nào ý mà tử số của nó là một cái là trên income statement và mẫu số của nó là một cái là trên balance sheet ý, bất cứ một cái ratio nào như thế thì cái mẫu số của nó cũng sẽ phải được tính theo dạng average. Đấy, nghĩa là khi mà cái phân số là có hai tử số và mẫu số đúng không? Khi mà một tử số là income statement thì income statement nó là nó thể hiện nên là cái giá trị thay đổi trong một khoảng thời gian đúng không? Trong một năm liền đúng không? Còn balance sheet ý, thì nó chỉ thể hiện cái giá trị chỉ thể hiện ở một thời điểm nhất định thôi đúng không? Cái đấy thì mình đã nói ở những quyết định trước rồi. Đấy, thì bởi thế cho nên là khi mà một cái phân số mà có cả yếu tố của income statement và balance sheet ý, thì khi đấy thì cái balance sheet nó sẽ phải được thay đổi đi, là họ sẽ tính cái average là bằng ending cộng với cả beginning chia sang hai để biết xem là trung bình là trong cái năm đấy thì nó là bao nhiêu ý, tương ứng với các chỉ số của income statement ý. Đấy nhá, thì đấy là một cái lưu ý thôi, họ không yêu cầu mọi người biết cái đấy, mình chỉ nói mọi người kiểu như là đấy, mọi người học tất cả cái ratio này thì mình sẽ thấy là một cái điểm chung như thế. Rồi thì qua lại cái ratio đầu tiên này, thì cost of goods sold chia cho average inventory, thì cái ý nghĩa của công thức này, ý nghĩa của cái inventory turnover này, đấy là nó thể hiện nên là trung bình trong một năm thì mình bán đi được bao nhiêu lần cái lượng average inventory của mình. Thì ví dụ nhá, ví dụ này, giả sử cost of goods sold thì là bằng 1.000 nhá, và average inventory là bằng 100, đúng không? Tức là average inventory là 100, trung bình trong một năm thì trung bình inventory của mình là 100, đúng không? Mà năm đấy mình đã bán đi 1.000 liền, tức là mình bán đi 10 lần inventory đấy, đúng không? Đó, thì cái ratio này nó chỉ thể hiện ra điều đấy thôi, là 1.000 chia cho 100 là bằng 10, có nghĩa là trong một năm thì trung bình là mình sẽ bán đi 10 lần cái lượng average inventory của mình. Đấy, thấy nhớ. Thì trong sách nó sẽ nói kỹ hơn, nó sẽ nói là inventory turnover thì cao thì làm sao, mà thấp thì làm sao, xong rồi này nó các thứ. Đấy, thì mấy cái đấy thì mình có thể tự đọc thêm trong sách nhá, mấy cái đấy cũng rất là dễ hiểu thôi. Đấy là mình sẽ không nói trên lớp nữa, chẳng đợi mất thời gian. Đấy, cái đấy cũng là bạn có thể đọc nhá. Rồi, tiếp theo là cái chỉ số ở cái gạch đầu dòng thứ hai, nó gọi là days of inventory on hand. Thì cái này, tử số của nó là number of days in period. Thì cái tử số này mặc định là bằng 365. Đấy, gần như lúc nào cũng là bằng 365 hết. Cho nên những cái gì mà nó ghi là number of days in period ấy, coi như 365 luôn nhá. Thì cái days of inventory on hand này nó sẽ là bằng 365 chia cho inventory turnover. Đấy, thì cái days of inventory on hand này nó sẽ hiện một thứ
đấy là nó sẽ nói lên là trung bình thì mất bao nhiêu ngày thì mình bán đi được cái lượng average inventory của mình. Ví dụ nhá, ví dụ này, giả sử inventory turnover là bằng 10, có nghĩa là trong một năm mình sẽ bán được 10 lần cái lượng average inventory của mình, đúng không? Và một năm thì có 365 ngày, có nghĩa trung bình là cứ 36,5 ngày là mình sẽ bán đi được cái lượng average inventory của mình. Đấy thì cái ratio này có ý nghĩa như thế. Tiếp nhá. Đấy thì có phải là hai cái thứ nhất, cái thứ hai. Thì cái thứ hai đơn giản là nó là bằng 365 trên cái thứ nhất, đúng không? Đấy cho nên là nó đi kèm với nhau ý, nên là nó rất là dễ để hiểu. Tiếp này, cái thứ hai là receivables turnover. Thì receivables turnover thì là bằng revenue chia cho average receivables. Thì average receivables này thì là bằng beginning account receivables cũng là ending account receivables chia cho 2. Thì cái revenue này, cái tử số ấy thì nó được ngầm hiểu đấy là credit sales. Credit sales có nghĩa là những cái sales revenue mà từ việc mình bán on credit ấy, có nghĩa là tức như thế này, tức là mình giả định là cái công ty mình nhá bán hàng khách hàng thì 100% revenue nó sẽ là accounts receivable hết, có nghĩa là khách hàng sẽ không trả cash, sẽ không có ai trả cash ngay bây giờ hết mà họ sẽ đều cần hết đấy nhá, thì sẽ ngầm hiểu như thế. Thì cái receivable turnover là bằng revenue chia cho average receivables. Thì cái công thức này, cái ratio này nó thể hiện lên một điều đấy là trung bình thì trong một năm mình sẽ collect được cái lượng average receivables là bao nhiêu lần. Thì lý do tương tự thôi, ví dụ revenue là bằng 1.000, average receivables là bằng 100, đúng không? Thì có nghĩa là trong năm đấy mình sẽ phải collect 10 lần cái lượng accounts receivable đấy, đúng không? Thì mình mới collect được toàn bộ cái lượng sales revenue đấy. Đó, thì tính nghĩa là như thế, là trung bình là một năm mình sẽ phải collect cái lượng receivables là mấy lần. Cái thứ tư là days of sales outstanding, thì nó là bằng 365 chia cho cái ở trên là receivables turnover. Thì ý nghĩa của nó là nó nói lên là trung bình thì mình mất bao nhiêu ngày thì mình sẽ collect được cái lượng average receivables của mình. Đấy, thì như là đấy, 365 chia cho 10 thì bằng 36,5 ngày ý. Có nghĩa là 36,5 ngày là cứ mỗi 36,5 ngày mình sẽ collect được cái lượng average receivable. Thì cái nói chung là thường thì cái chỉ số sales revenue ở trên income statement ấy là nó là net revenue, cái này nó là trừ đi cái khoản là discount hay là reserve các thứ, nhưng cái đấy thì không quan trọng đâu. Ý mình là họ thì mọi người biết được cái đấy thì tốt nhá, nhưng mà họ cũng chả bao giờ hỏi cái đấy. Đấy thì nó có nói trong sách nhưng mà nhìn chung là họ không bao giờ hỏi được cái đấy đâu. Nếu mà mọi người hiểu thì tốt, nhưng mà đấy nó là cái phần tiểu tiết không quan trọng lắm ý. Thường thì đề bài nó sẽ cho luôn là sales revenue bằng bao nhiêu luôn ý, mà không bao giờ bắt mọi người cộng cộng trừ trừ ra sales revenue đâu. Đấy cho nên là mọi người hãy tập thế nên là biết được thì tốt. Đúng. Tiếp nhá, nó lại xong một cái đầu tiên này. Cái thứ thứ năm là payables turnover. Thì payables turnover thì nó là bằng purchases chia cho average trade payables. Thì tử số là cái purchases này thì là cái mà mình đã nói lúc nãy rồi, là cái mà mình sẽ phải tự tính, đúng không? Tự tính từ inventory và cost of goods sold ý. Đấy, thì cái purchases này nhá, nếu mà đề bài mà cho mọi người đủ dữ liệu để tính thì mọi người sẽ phải tự tính đấy. Hoặc là đề bài nó có thể cho sẵn là cái purchases này nó bằng bao nhiêu mà không cần phải tính nữa. Nhưng mà có một số trường hợp nhá, là sách nhầm đề bài mà không cho mọi người đủ dữ liệu để mọi người tính cái này đấy. Có một vài trường hợp như thế, thì khi mà như thế thì mọi người có thể dùng cost of goods sold để thay cho cái tử số đấy, tức là không dùng purchases nữa mà dùng cost of goods sold làm tử số. Thế đó. Đấy, sẽ có một vài bài như thế. Thì sau này mọi người đọc vào mọi người sẽ biết. Bây giờ mình sẽ nói như thế. Rồi, thì cái payable turnover này có ý nghĩa là trung bình mình trong trung bình trong một năm thì mình dành ra bao nhiêu lần để mình trả cái lượng average payables cho supplier. Đấy. Rồi, cái thứ sáu này là number of days of payables. Thì là bằng 365 chia cho cái payables turnover ở phía trên thôi, thì nó sẽ nói lên là trung bình là mình mất bao nhiêu ngày thì mình sẽ trả cái
cái lượng average payable cho supply đó đi. Đấy á, thì mình nói qua để mọi người biết được là 6 cái đầu tiên nó là cái gì. Thì nó sẽ gồm 3 cặp đi, đúng không? Nó gồm 3 cái cặp, mỗi cặp thì gồm 2 cái đi liền với nhau. Thì đấy, thì mình nói qua để mọi người biết là cái gì. Thì có thể là mình nói như thế ở trên lớp thì mọi người sẽ không nhớ được ý. Nhưng mà đấy, mọi người về đọc lại sách thì mọi người sẽ là nhớ ra được ngay thôi. Cái chính là mình nói qua để mọi người biết qua là cái gì thôi. Rồi, tiếp đến 3 cái còn lại nhá. Là working capital turnover này, fixed asset turnover, là total asset turnover. Thì ba cái này thì rất là dễ để nhớ thôi. Nó sẽ đều tử số, nó sẽ đều là revenue. Còn cái mẫu số ấy thì nó sẽ là cái tương ứng ở tên của cái chỉ số ấy. Ví dụ working capital turnover thì cái mẫu số nó sẽ là average working capital. Fixed asset turnover thì mẫu số là average fixed asset. Total asset turnover thì mẫu số sẽ là average total asset. Thì ở đây thì có một cái cần lưu ý một tí thôi. Đấy là working capital là cái gì? Đây. Thì cái này thì mọi người đọc sách thì mọi người có thể biết, nhưng mà không mình sẽ nói qua một lớp. Working capital thì là bằng current asset trừ đi current liabilities. Thấy không? Đơn giản thôi. Working capital thì nghĩa là bằng current asset trừ đi current liabilities. Thì ở đây thì cái average working capital thì nó sẽ là bằng cái CA trừ CL này của cuối năm cộng với cả CA trừ CL của đầu năm mình chia cho hai, là average đúng không? Đấy thì mình giải thích một tí thôi. Rồi, thế nhớ, đã xong cái bảng đầu tiên. Đó là cái bảng đầu tiên thì có 6 cái đầu tiên là khá là quan trọng này. Là bắt buộc là chắc chắn là người sẽ đi học về 6 cái đấy. 3 cái còn lại thì cũng có quan trọng, nhưng mà nó khá là dễ nhớ ý. Là mình nghĩ là mọi người sẽ nhớ được dễ thôi. Không gì nhớ.